Bữa nay cả nhà mình ăn canh chua cá hồi. Đây là đầu cá hồi cả nhà. Đầu cá hồi nó chua ngon lắm nha. Đầu cá hồi này phải nấu canh chua với tắc mới ngon. Nấu với tắc á mới đúng. Cá hồi giờ mình dầm me. Này rẻ hả má? Chắc nó xanh mua không nhớ. Nhiều chưa? Nhiều đây. Nhiều ăn. Còn mấy sợ nhiều. Kệ nấu đại đi, lỡ rồi. Đốt nhang hả? Con đĩa cho đốt trong đĩa. Mỗi lần đốt nhang là xin cây đốt trong đĩa. Làm ơn đi bà nội. Trời ơi. Rồi được rồi. Được rồi con cầm lên đi. Bữa nay mình nấu canh chua cá hồi thì gồm có bạc hà với ở đây là đậu bắp, cà chua, rau muống thêm, rau muống giá, rau muống với ở đây là giá. Nấu chung với này không? Cherry. Này bữa chị Thảo với Phúc xuống thì lên xuống cho thì thành ra ăn tới bữa nay còn luôn, nhiều quá. Xin sao, xin ông điện sao? Cho con xin gì? Dạ con ăn cái nhầm. Ăn cái gì theo đó là ông đĩa cho chưa? Cho không à? Trời ơi xin ông đĩa hả? Táo. Táo hả? Sao con không mời cả nhà? Sao con mời cả nhà sao? Mời cả nhà ăn táo đi. Mời đàng hoàng nè. Mời cả nhà ăn táo. Chặt đi cái nhảy này cái rau muống cho luôn mọc nồng để ra thơm thơm chút nữa để ớt em thôi bà Bình ăn được đây. Xong. Tỏi cái này, cái tỏi bỏ với canh chua nè, cho thơm. Tỏi ớt. Bây giờ nó canh chua cho nó thơm. Em nghe anh con ơi. Tỏi ớt, ngon đi chưa? Dạ, nó chưa chạy thôi. Cái đó bự nó muốn xả rồi. Giờ mình đem đi chiên luôn cả nhà, xả ớt chiên đầu đó này nó bự luôn. Con cá này ăn thịt nè, ăn hết nguyên nhà luôn.
con thì chắc con cả nửa ký á, cả đôi vàng thì cũng ngon kìa. Cả đôi này chắc mẹ muối nó mặn, ăn chanh chua. Cả đôi muối cả ớt ăn chanh chua ngon kìa. Lửa riêu riêu chấm vàng vàng vô bên trong ăn cho nó ngon. Vàng cơm giòn cụm. Ôi trời ơi, mình có cái nhắc cho mình ra dập cả được nha. Họ được chứ ta. Đấy à, 20 kg. Anh cứ đổ ra coi thì chứ có dụ những con nào. Đưa luôn cho con được không? Cháo khô
khô chứ ngon. Nhúng giấm là tuyệt vời. Nhúng giấm nhúng mẻ. Nhiều món rồi. Hôm nay có mua. Bữa giờ cũng thèm. Con bự nó cứng cứng vậy. Cho nước vô mà. Ừ, cho miếng nước vô đi con. Đá. Ê, để đáy lên. Để đáy lên cho nước vô. Ừ, cho đá. Tiếp 10 ký. Kia 10 ký, này 10 ký. Này đi hơi xa. Cho nên cho lớp lớp cá, lớp đá đi. Ủa nãy con có cho nước vô thùng kia chưa bằng? Cho ít nước vô. Thùng này đi hơi xa. Vậy không sao. Rồi tiếp tục con. Đây xin anh trước. Trời ơi. Mua đồ về từ sữa luôn hả? Từ gác luôn hả? Ơi. Con đang làm gì vậy? Sửa xe hả? Cái ốc nè. Trời ơi, xe của người ta kìa dặn hồi lần ốc luôn vậy nè Bi. Đồ giỏi gành cái kìa. Sửa xe cho Bi hả? Hay quá. Hay quá Nguyên ơi. Sao rồi? Mẹ ơi, mẹ. Không có dít sao à làm? Mẹ ơi, mẹ. Con mẹ giống được cái mẹ. Mở nhưng một bên này nó cũng. Bên kia là sao, cái sợi ốc quýt không hay là sợi gì? Sợi cái lục giác. Mà không có lục giác. Không. Ủa sao con đổ cái đó vô làm chi vậy? Hồi nó dính luôn sao? Cho nó ấy cái xét đi mà. Cho nó dễ dặn mà con thấy nó cũng vậy. Trời ơi.
mua về gắn ên luôn. Mẹ ơi, mua hết nhiều. Mẹ ơi, mua hết nhiều xong đem ra tiệm cho người ta gắn. Gắn hồi trưa nó bị cái ấy. Ô mẹ ơi, coi chừng nha, coi chừng cái yên này bằng nó chạy cứng cứng rồi nè. Mẹ ơi, mua đâu vậy? Mua trên Shopee. Rồi cái đèn sao có không? Để có đủ luôn hả? Mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nó bóng rồi nè. Tương lai sau này cũng bằng là số xe đó bà. Bồ gắp lại cho những lần nó làm hơi chiếc xe đó. Nguyên sữa gì? Mẹ ơi, ôi mẹ, con nghĩ giống rồi mẹ. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm chiều là phải giờ này đó nha. Con mời cái nhà con. Đóng đồ xong mình để trong đồ hết luôn nha. Con con con. Con con nhà bà. Gì vậy? Con nhà bà. Con ăn cơm đâu rồi? Con ở xe. Ta sửa xe. Con ở xe ba. Xe xe ba hay cái gì sửa? Xong cái xe con cũng bị sửa lại hết rồi. Hồi mất ốc á. Làm gì vậy? Bỏ xe. Bỏ xe đâu ạ? Chào cả nhà kìa. Con làm gì nói cả nhà nghe đang làm gì. Ăn cái gì? Dạ không, còn con thấy hả? Con thấy. Ừ.
giỏi như ta. Chưa nha, ừ, ta. Chưa. Ừ. 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 Ừ.